rộn ràng niềm vui, con Thiên Chúa sinh ra đời. Này người trần ơi, mau ta cùng nhau đi tới, cùng quỳ lặng ngắm Chúa giáng thế, xin chốn Bethlehem trong đơn côi, nhưng đến ân ban cho muôn nơi mùa xuân cứu rỗi. Và cùng thờ kinh Chúa giáng thế, dâng hết tâm tư đang gieo vui, xin Chúa ân ban cho muôn nơi chưa chan ơn trời. Khung cảnh trang trí Giáng sinh nơi xứ nghèo miền quê An Lâm. Kính thưa mọi người, sau khi đổ sân bê tông phía trước nhà thờ, giáo xứ An Lâm cũng tranh thủ bắt tay vào việc trang trí, chuẩn bị cho lễ Giáng sinh đã đến gần. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid suốt gần một năm trời, nên kinh tế mọi người đều gặp khó khăn. Và cho đến nay, trong tinh thần phòng chống dịch bệnh, các sinh hoạt tôn giáo và những sinh hoạt có sự tập trung đông người vẫn còn phải hạn chế. Thế nên giáo xứ An Lâm cũng trang trí rất đơn giản, chủ yếu mời gọi mọi người mừng lễ Giáng sinh trong nội tâm nhiều hơn. Bây giờ xin mời mọi người cùng xem qua khung cảnh trang trí Giáng sinh nơi xứ nghèo miền quê An Lâm nhé. Phía hàng rào cổng nhà thờ, giáo họ Mẹ Mân Côi và giáo họ Thánh Phanxicô phụ trách. Đây là khu vực của giáo họ Mẹ Mân Côi và giáo họ Thánh Phanxicô đây. Hai cây thông hai bên là do họ Thánh Giuse và họ Thánh Phêrô phụ trách. Đây là khu vực trang trí hai cây thông đã được gắn điện để có khung cảnh như thế này. Giới trẻ thì giăng dây điện hai bên cổng phụ của nhà thờ đi vào. Cũng rất đơn giản thôi. Các em treo dây điện ở các cái thân cây hai bên cổng phụ đi vào. Giới thiếu nhi và giáo lý viên thì trang trí bốn cây bóng điện ở trước hang đá đây. Đây là các cây trang trí của các em thiếu nhi và giáo lý viên. Ngôi sao và thánh giá trên nóc nhà thờ là do họ Thánh Gioan và họ Gia Thất phụ trách trang trí. Còn giới gia trưởng thì phụ trách việc hạ xuống treo lên ngôi sao và thánh giá.
Đây là phần hang đá trái tim do giáo họ Thánh Gioan Đạt và giáo họ Đức Mẹ phụ trách. Hang đá nhỏ trong nhà thờ này chính là do hội Mến Thánh Giá và hội Lòng Chúa Thương Xót phụ trách. Các đơn vị còn lại thì làm vệ sinh khuôn viên xung quanh nhà thờ cũng như vệ sinh trong nhà thờ. Xin cảm ơn các đơn vị đã cộng tác để tạo nên khung cảnh cho lễ Giáng sinh năm nay. Tuy đơn sơ, nhưng ước mong cũng để lại trong lòng mọi người những ấn tượng tốt đẹp. Mến chúc mọi người một mùa Giáng sinh bình an hạnh phúc trong nguồn ơn thiêng của Chúa Hài Đồng. Cầu mong cho cơn đại dịch sớm được khống chế, để cuộc sống muôn dân mọi nơi sớm trở lại bình thường. Cuối cùng, xin cảm ơn mọi người đã xem clip này. Xin mến chào và hẹn gặp lại. Kính thân người, ngàn câu chúc vinh muôn đời, kết nên từ niềm tin đoàn con muôn nơi. Nguyện người đổi mới khắp thế giới bằng nguồn tình yêu luôn không vơi, để trần hoàn luôn sáng trong đẹp tươi. Rộn ràng niềm vui con Thiên Chúa sinh ra đời, ngày người trần ơi mau ta cùng nhau đi tới, cùng quỳ lặng ngắm Chúa giáng thế, sinh chốn Bethlehem trong đơn côi, nhưng đến ân ban cho muôn nơi mùa xuân cứu rỗi. Và cùng thờ kinh đấng giáng thế, dâng hết tâm tư đang gieo vui, xin Chúa ân ban cho muôn nơi chưa chan ơn trời. Nào cùng thờ kinh Chúa giáng thế, dâng hết tâm tư đang gieo vui, xin Chúa ân ban cho muôn nơi chưa chan ơn trời. Nào cùng thờ kinh Chúa giáng thế, dâng hết tâm tư đang gieo vui,
xin Chúa ân ban cho muôn nơi, Chúa tràn ơn trời.